truy tìm khẩn cấp nhóm thanh niên hành hung dã man cô gái 17 tuổi. Vì sao chưa thể giảm mức phạt vi phạm nồng độ cồn? Vụ hiệu trưởng để giáo viên đánh bài nhiều lần trong trường vẫn chưa có biện pháp xử lý. Đất đá tràn xuống nhà dân ở Lào Cai, xót xa căn biệt thự mới mua bị vùi lấp. Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức thời sự của báo Thanh Hóa. Vừa rồi là những nội dung được tám lược sẽ có trong chương trình. Ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Mới đây, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra truy xét nhóm đối tượng hành hung thiếu nữ 17 tuổi phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Theo thông tin ban đầu, tối ngày 7 tháng 10, MNTNN, 17 tuổi, quê Tiền Giang, là nhân viên của một tiệm Internet nằm trên đường d 2 khu dân cư Thuận Giao, thành phố Thuận An, tan ca làm được chị gái chạy xe máy tới đón. Thời điểm này, một nhóm thanh niên ba người tiến lại gần hai chị em và có hành vi lời nói thiếu chuẩn mực. Sau đó, một người còn định ngồi lên phía sau xe máy để chiêu gạo. Thấy vậy, MN gạt thanh niên này xuống để lên xe đi về. Tuy nhiên, nhóm này bất ngờ đạp ngã xe máy, dùng tay đấm thẳng vào mặt của MN hai thanh niên trong nhóm tiếp tục hành hung mn khiến nạn nhân bị chấn thương chỉ khi có người trong quán chạy ra can ngăn nhóm này mới dừng lại trong quá trình hành hung cô gái thanh niên luôn miệng nói mày biết bố mày là ai không mn sau đó được đưa đến bệnh viện thành phố thuận an để cấp cứu kết luận của bệnh viện cho thấy nạn nhân bị gãy xương ngón tay nứt xương sườn chấn thương phần đầu toàn bộ diễn biến sự việc được camera an ninh trước tiệm internet ghi lại cung cấp cho cơ quan chức năng theo tìm hiểu của phóng viên, thanh niên có hành vi đánh cô gái tên là L, làm nghề kinh doanh quán internet trên địa bàn thành phố Thuận An. Hiện cơ quan công an đang truy xét các đối tượng nói trên để điều tra làm rõ. Ủy ban nhân dân huyện Hồng Dân, Bạc Liêu cho biết đến nay chưa nhận được kết quả giải quyết vụ việc giáo viên đánh bài trong thư viện trường tiểu học Vĩnh Phú gây ảnh hưởng học sinh. Ông Nguyễn Văn Thới Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hồng Dân, bạc Liêu đã thông tin xử lý vụ việc giáo viên đánh bài trong thư viện trường tiểu học Vĩnh Phú. Ông Thới thông tin do trường tiểu học Vĩnh Phú có chi bộ Đảng trực thuộc Đảng bộ xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân. Căn cứ quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hồng Dân chỉ đạo chuyển toàn bộ hồ sơ có liên quan đến vụ đánh bài trong thư viện của trường tiểu học Vĩnh Phú về Đảng bộ xã Ninh Quới A xử lý. Đến nay, Ủy ban nhân dân huyện Hồng Dân chưa nhận được kết quả giải quyết đối với ông Huỳnh Văn Tế, hiệu trưởng trường tiểu học Vĩnh Phú, vì để giáo viên đánh bài trong thư viện trường. Trước đó như đã thông tin, ngày 18 tháng 7, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hồng Dân nhận được thông tin phản ánh liên quan đến giáo viên, nhân viên của trường tiểu học Vĩnh Phú đánh bài tại thư viện trường ảnh hưởng học sinh. Qua xác minh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hồng Dân khẳng định sự việc trên có thật nhưng không phải đánh bạc ăn tiền để xảy ra sự việc. Trách nhiệm chính thuộc về ông Huỳnh Văn Tế, hiệu trưởng trường tiểu học Vĩnh Phú, nên đề nghị huyện xử lý. Hiệu trưởng trường biết, nhưng không có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Sự việc này diễn ra nhiều lần, hầu hết cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nam của trường đều tham gia từ 1 đến 2 lần trở lên. Mới đây, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, xác nhận địa phương vừa xảy ra vụ sạt lở khiến nhiều người phải di rời. Theo thông tin ban đầu, từ vào lúc 5 giờ ngày 8 tháng 10, các hộ dân thuộc khu dân cư Khởi Xá, thôn Khởi Xá, ngoài nghe thấy tiếng động lớn, khi kiểm tra phía sau nhà, người dân phát hiện đất đá từ cung sạt lở trên đồi lăn xuống làm sập một phần ngôi nhà. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Bảo Nhai đã huy động lực lượng công an, dân quân đến hỗ trợ di chuyển người dân và tài sản đến nơi an toàn. Theo thống kê ban đầu có 5 nhà dân và một cửa hàng xăng dầu bị ảnh hưởng. Do điểm sạt lở rất nguy hiểm, một số hộ dân chưa thể vào nhà để di chuyển tài sản ra ngoài. Đáng chú ý, tại hiện trường có một căn biệt thự khang trang của hộ gia đình bà T mới mua giá hơn 2 tỷ đồng vào khoảng 2 tháng trước. Sau khi vụ sạt lở xảy ra, các lực lượng chức năng đang múc đất để khắc phục phần phía sau căn biệt thự bị đất đá vùi lấp. Toàn bộ khu vực sạt lở cũng đã phong tỏa, bà T phải đi thuê trọ ở tạm. Qua kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng xác định vụ sạt lở đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu nhà và có nguy cơ sập đổ. Căn nhà của bà T bị đất đá vùi lấp khu vực tường nhà tầng 1, công trình phụ và cầu thang của căn biệt thự cũng bị hư hỏng nặng. Ông Lương Văn Năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bảo Nhai cho biết do khu dân cư bị sạt lở nằm ngay cạnh quốc lộ 4E, Bắc Ngầm, Bảo Nhai nên ngoài việc phải di chuyển khẩn cấp 5 hộ dân đến nơi an toàn, chính quyền địa phương đã phong tỏa khu vực sạt lở và chỉ đạo lực lượng chức năng trực cảnh báo đảm bảo an toàn giao thông. Trong đợt mưa lũ do hoàn lưu bão số 3 tại thôn Bảo Tân 1, xã Bảo Nhai cũng xuất hiện cung sạt lở lớn khiến 17 hộ dân bị ảnh hưởng. Hiện nay, huyện Bắc Hà đang tìm phương án di chuyển các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Hiện lực lượng chức năng và chính quyền địa phương vẫn đang tiếp tục khắc phục hậu quả, theo dõi tình hình để đảm bảo an toàn cho các hộ dân xung quanh khu vực sạt lở. Trao đổi với báo chí vừa qua, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung đã thông tin dự thảo nghị định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ và trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe. Cụ thể, dự thảo trên đang được Ban soạn thảo, Cục Cảnh sát Giao thông là cơ quan chủ trì, bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện lần thứ hai và trình các cơ quan có trách nhiệm thẩm định. Hiện dự thảo lần hai đang được các cơ quan chuyên môn, trong đó có Bộ Tư pháp thẩm định. Các giải pháp nội dung đưa ra trong dự thảo là để bàn, nghiên cứu và ban soạn thảo còn phải tiếp thu hoàn chỉnh nhiều. Khi nào dự thảo nhận được sự thống nhất cao, đại diện Bộ Công an sẽ hoàn thiện dự thảo nghị định trình chính phủ. Thiếu tướng Trung thông tin. Đề cập đến nội dung xử phạt vi phạm nồng độ cồn vừa qua, có sự thay đổi một vài lần phương án đề xuất về mức phạt. Ông Trung cho rằng, ban đầu ban soạn thảo đã đề xuất với hành vi vi phạm nồng độ cồn ở mức tối thiểu là chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Dự thảo nghị định đề xuất giảm từ mức 6 triệu đến 8 triệu, xuống còn 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với người lái ô tô và giảm từ mức 2 triệu đến 3 triệu đồng xuống còn 400 đến 600 nghìn đồng với người điều khiển xe máy. Tuy nhiên, để đảm bảo tính gian đe, các bộ ngành liên quan chưa đồng ý và có ý kiến cần phải giữ nguyên mức xử phạt này. Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung cho biết, tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý hơn 2,1 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên đường bộ, đường sắt và đường thủy, phạt tiền hơn 4.052 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2023, số vụ vi phạm tăng 450.688 trường hợp, tương đương 26,7%, tiền phạt tăng hơn 800 tỷ đồng, tương đương 24,6%. Trong 6 tháng đầu năm có 501.435 trường hợp vi phạm nồng độ cồn chiếm 19,8% các trường hợp vi phạm giao thông được cảnh sát giao thông xử lý trên đường. Có thể thấy hành vi người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có nồng độ cồn trong người vẫn ở mức gần 20%. Do vậy, thời điểm này các mức phạt liên quan đến nồng độ cồn khi điều khiển xe vẫn được giữ nguyên. Thiếu tướng Trung nói thêm khi người tham gia giao thông chấp hành tốt việc điều khiển phương tiện không có nồng độ cồn trong người, cục C08 sẽ tham mưu đề xuất điều chỉnh lại theo hướng giảm mức tiền phạt. Ngày 8 tháng 10, phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với cơ quan chức năng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân cái chết của một người phụ nữ tại bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Sau khi tìm hiểu xác định nạn nhân là LMT, 40 tuổi, kế toán một xã trên địa bàn huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, khi nghe tiếng động mạnh tại khu vực sân thượng tầng 5 Khoa Nhi, nhân viên Bệnh viện Trung ương Gia Lai kiểm tra và phát hiện một phụ nữ khoảng 40 tuổi tử vong trên nền ban công. Ngay sau đó, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã báo cáo các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ vụ việc. Kiểm tra trên người nạn nhân phát hiện có tờ giấy ghi số điện thoại của nhiều người thân. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân không phải là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Theo thông tin dữ liệu từ camera an ninh xác định, nạn nhân đi vào bãi gửi xe của bệnh viện này, di chuyển lên tầng 9 một mình rồi nhảy xuống tầng 5. Công an thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã bàn giao thi thể bà T cho gia đình tổ chức mai táng. Bên cạnh đó, gia đình cũng gửi lời xin lỗi tới bệnh viện vì sự việc xảy ra. Mới đây, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản mời cô giáo T và 15 giáo viên trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội làm việc với sở này vào ngày 9 tháng 10. Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng mời Chủ tịch Công đoàn của trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Khương Hạ để có cơ sở giải quyết các nội dung trong tâm thư. Được biết, trong tâm thư, cô T và 15 giáo viên khác phản ánh về công tác dạy học và quản lý, thu chi tài chính tại trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Khương Hạ. Trước đó, như đã đưa tin, phản ánh cô T, giáo viên trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Khương Hạ cho biết bị một đối tượng xăm trổ, lạ mặt, bám theo khi cô đi xe buýt từ trường về nhà. Theo cô T, nguyên nhân khiến cô nghi ngờ mình bị đối tượng lạ mặt theo dõi có thể liên quan đến việc Cô và một số giáo viên khác viết tâm thư gửi Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan phản ánh các vấn đề tại trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Khương Hạ. Sau khi sự việc xảy ra, công an quận Thanh Xuân đã mời đối tượng lạ mặt này lên làm việc. Trưa ngày 23 tháng 9, sau khi làm việc với cơ quan công an, đối tượng lạ mặt đeo bám cô giáo T đã ngồi uống nước với một người đàn ông được cho là bảo vệ của trường nơi cô công tác. Vị trí quán nước được xác định cách trường khoảng 150m. Được biết, người bảo vệ này tên H có mối quan hệ với kế toán tại trường tên N. Trước đó ngày 7 tháng 10, Trung tá Phạm Như Cương, đội trưởng đội điều tra tổng hợp công an quận Thanh Xuân xác nhận đối tượng xăm trổ bám theo cô giáo T có mối quan hệ xã hội với bảo vệ H của trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Khương Hạ. Trung tá Cương cho biết người bảo vệ này đã nhờ đối tượng xăm trổ bám theo cô T để tìm ra địa chỉ nơi cô ở nhằm đàm phán về các nội dung liên quan đơn thư phản ánh về trường hiện chưa có hậu quả nào xảy ra. Ông Cường cũng xác nhận bảo vệ H và bà N, kế toán trường là vợ chồng. Những vấn đề liên quan đơn thư phản ánh về trường sẽ do Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giải quyết. Theo đội trưởng đội điều tra tổng hợp công an quận Thanh Xuân, công an đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa và gian đe, yêu cầu nam bảo vệ trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Khương Hạ cam kết không tái phạm. Ngày 8 tháng 10, ông Phạm Phi Long, Tri cục trưởng Tri cục chăn nuôi thú y và thủy sản Lâm Đồng thông tin, Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương, Naveco, Công ty Naveco vừa gửi lại bảng mức bồi thường thiệt hại hỗ trợ lần hai người chăn nuôi bỏ sữa nhưng vẫn chưa thỏa đáng. Đại diện Công ty Naveco cho hay, mức bồi thường hỗ trợ lần hai đã tăng 7 tỷ đồng so với lần một, tổng 50 tỷ đồng và mong các hộ dân bị thiệt hại chấp thuận. Sau khi xem bảng giá mức bồi thường hỗ trợ lần 2, nhiều hộ chăn nuôi có bỏ chết bệnh sau khi tiêm vaccine phòng bệnh VDNC của công ty Naveco so sánh. Mức đền bù lần 2 không hơn lần 1 là bao nhiêu, chỉ tăng trung bình từ 10.000 đến 15.000 đồng một kg. Ông Phạm Văn Hiếu, tri hội trưởng tri hội nông dân thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng cho hay, với mức giá này không đảm bảo chi phí để người dân tái đàn và chăm sóc đàn bò mới cho đến khi có thu nhập từ việc khai thác sữa, điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế của người dân. Đợt này, phía công ty Navetco đi từng hộ để đưa phương án chứ không tổ chức họp như trước. Theo ông Hiếu, hiện bò chết, xảy thai trên địa bàn thôn vẫn tiếp tục, hậu quả do vaccine vẫn tiếp tục chứ chưa dứt. Trong khi đó, việc quan trọng hiện giờ là tập trung mức giá bồi thường hỗ trợ người dân cho thỏa đáng, chứ không phải là việc mổ lấy mẫu xét nghiệm. Ông Hiếu cho biết thêm, theo luật thú y, bò hết bệnh, ngừng chết trong 21 ngày, khi đó mổ để kiểm tra mới có kết quả chính xác. Đằng này, bò vẫn đang chết mà cơ quan chức năng đi mổ từng con bò chết như vậy, rất mất thời gian và tiền bạc. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan, chú thôn Bồng Lai cho biết, bò chết trước khi chưa có phương án tiêu hủy có xác nhận của xã yêu cầu công ty phải bồi thường như những con bò chết sau khi có văn bản tiêu hủy. Công ty dựa vào đâu mà đưa phương án bồi thường với mức giá thấp như vậy? Còn ông Trần Quang Huy, hộ chăn nuôi ở thôn Lạc Nghiệp, xã Tu Cha, huyện Đơn Dương cho rằng, mức bồi thường hỗ trợ do công ty Navetco đưa ra chỉ bằng khoảng 1 phần 3 thiệt hại của người dân. Như vậy không thỏa đáng. Chúng tôi đề nghị phương án bồi thường hỗ trợ thiệt hại một cách thỏa đáng để các hộ có điều kiện khôi phục chăn nuôi dựa trên ý kiến của người dân tri cục trưởng tri cục chăn nuôi thú y và thủy sản lâm đồng đề nghị công ty naveco tiếp tục gặp gỡ các hộ chăn nuôi trong tuần này thỏa thuận lại mức bồi thường hỗ trợ hợp tình hợp lý trong tuần này đề nghị các xã các huyện thống kê số lượng bò bị bệnh bị chết cụ thể để cơ quan chức năng tính toán mức giá bồi thường và hỗ trợ Mới đây, tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2024. Là một trong những điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, được vinh danh tại chương trình có nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng trường Mary người nhận nuôi tất cả trẻ em may mắn còn sống trong vụ lũ quét tại thôn Làng Nủ, tỉnh Lào Cai. Thầy Khang cũng được biết đến với những dự án thiện nguyện có giá trị hàng tỷ đồng gửi đến thầy và trò vùng cao như chương trình Một vạn cây xanh cho mèo vạc, dạy tiếng Anh cho học sinh mèo vạc. Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang được các em học sinh chiều mến gọi là ông nội. Sau khi cơn bão số 3 và tàn dư sau bão tàn phá toàn bộ thôn làng nủ, khiến nhiều trẻ em nơi đây thành trẻ mồ côi, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang cũng trở thành ông nội của 22 bé làng nủ. Trong phần giao lưu xúc động tại chương trình, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang khẳng định các việc làm thiện nguyện của ông và các trường học ở thủ đô hướng tới những nơi còn khó khăn thể hiện tinh thần. Cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước. Có những chương trình của trường đã kéo dài 6 đến 7 năm. Về vấn đề tài chính, chúng tôi không lo bởi có đủ nguồn lực thực hiện các dự án đang làm. Còn về công sức, thực sự một mình tôi không thể nào kham hết. Phải có sự chung tay, cố gắng của nhiều đồng nghiệp trong trường và trên huyện, mèo vạc thì mới phát triển được. Nói về việc các học sinh gọi là ông nội, thầy Khang nhấn mạnh, đó là cách gọi thân thương, gần gũi của tình cảm thầy trò. Thầy Khang chia sẻ, cơn bão số 3 gây ra nhiều thiệt hại cho bà con nhân dân, đặc biệt là các tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó có thôn Làng Nụ. Một cơn lũ quét qua gần như xóa sổ cả thôn, có nhiều người chỉ vài giây thôi đã mất hết người thân, ai cũng đau lòng. Thầy Khang nói rất cảm động trước hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến tận thôn làng nụ, sắn quần lội giữa bùn lầy, đến tận nơi để chia sẻ với mất mát đau thương của đồng bào, động viên cán bộ chiến sĩ, lực lượng chức năng, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân, chỉ đạo phải khôi phục thôn làng nụ, ổn định đời sống bà con. Chúng tôi vô cùng xúc động. Tôi là thầy giáo, trước tình cảnh của bà con bị như vậy, Tôi nghĩ đến việc làm sao để các con tiếp tục được đi học. Tôi có ý định nuôi tất cả các con. Chúng tôi đã đến tận nơi, đến từng nhà, trường học, đến cả bệnh viện để động viên. Thầy Khang bùi ngùi chia sẻ, có nhiều cháu học sinh đã mất trong trận lũ quét, chỉ còn 22 cháu gồm 12 cháu gái, 10 cháu trai. Cháu nhỏ nhất đang học mẫu giáo và lớn nhất đang học lớp 12. Thầy Khang nói trong tiếng khóc, tôi quyết định nuôi tất cả các con, chỉ còn 22 cháu thôi. Thầy Khang bảo, tuổi ông đã cao, chỉ mong sống được nhiều hơn một chút để chứng kiến các con có thể trưởng thành. Nếu không được như vậy, ông mong muốn kỳ vọng các đồng nghiệp con cháu của ông sẽ tiếp tục thực hiện ước nguyện của ông, tiếp tục chăm sóc các con cho đến khi trưởng thành, và ông tin tưởng điều này chắc chắn sẽ trở thành hiện thực. Chia sẻ chân thành của thầy Nguyễn Xuân Khang về những việc làm thiện nguyện dành cho người dân thôn làng nụ đã khiến nhiều khán giả trực tiếp tham gia lễ tuyên dương rất xúc động, nhiều người bật khóc. Ngày 7 tháng 10, tại phiên tòa sơ thẩm của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, hội đồng xét xử cho các luật sư và bị cáo tự bào chữa. Bà Trương Mỹ Lan đang bị đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên án tù trung thân chung cho ba tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tại tòa, bà Trương Mỹ Lan cùng cháu gái Trương Huệ Vân, em dâu Ngô Thanh Nhã bật khóc khi nhận tội và xin hội đồng xét xử xem xét giảm tội cho các bị cáo ngoài thành viên gia đình vì theo họ, những bị cáo này chỉ làm công ăn lương. Theo đó, tự bào chữa, bị cáo Trương Mỹ Lan biện hộ cho hoàn cảnh phạm tội là do bà muốn giúp ngân hàng SCB vì thời điểm đó ngân hàng này đang gặp khó khăn. Về mức án mà viện kiểm sát đề nghị, bà Lan nói rất nặng nề đối với bà. Dù vậy bà Lan thừa nhận hành vi phạm tội, hứa dùng toàn bộ tài sản để khắc phục hậu quả. Cháu gái của bà Lan là bị cáo Trương Huệ Vân, tổng giám đốc công ty VCMC bị đề nghị phạt từ 6 đến 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tự bào chữa, đã bày tỏ sự ăn năn và mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Bị cáo Trương Huệ Vân cũng xin hội đồng xét xử, xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bà Trương Mỹ Lan và ông Chu Lập Cơ. Theo bị cáo Trương Huệ Vân, ông Chu Lập Cơ là người đóng góp nhiều cho xã hội và bị tạm giam trong hai năm qua đã đủ gian đe. Ngoài ra, theo cáo buộc, bị cáo Ngô Thanh Nhã, em dâu của bà Trương Mỹ Lan, cựu tổng giám đốc công ty tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát, chủ tịch công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông đã giúp sức Trương Mỹ Lan phát hành trái phiếu và chiếm đoạt gần 25.000 tỷ đồng. Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 7 đến 8 năm tù cho tội danh này. Luật sư đại diện bị cáo Ngô Thành Nhã trình bày, bị cáo làm theo chỉ đạo của Trường Mỹ Lan do tin tưởng chị dâu và không nhận thức rõ việc ký các tài liệu là vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, Nhã không có kiến thức tài chính, chưa học hết cấp 3 và quá trình điều tra cũng xác nhận các quy định quan trọng đều do Trương Mỹ Lan thực hiện. Luật sư đề nghị hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt do nhã có nhân thân tốt, đã khắc phục hậu quả và sức khỏe yếu. Trong phần tự bào chữa, Ngô Thành Nhã đã bật khóc, thừa nhận sai lầm và mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình chăm sóc mẹ già. Ngày 8 tháng 10, tại phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Hội đồng xét xử tiếp tục cho các luật sư và các bị cáo tự bào chữa đối với quan điểm buộc tội của đại diện viện kiểm sát tại phiên tòa. Tại phần bào chữa cho bị cáo, luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục thông tin trước hội đồng xét xử về khoản tiền mà nhóm bạn của bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở Mỹ, muốn giúp bà Lan khắc phục hậu quả. Cụ thể luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang nói rằng tại phiên tòa này vào ngày 24 tháng 9, luật sư Huyền Trang có trình bày trước hội đồng xét xử là bà Trang được một người bạn của bị cáo Trương Mỹ Lan thuê cung cấp dịch vụ pháp lý nhằm tích cực hợp tác xử lý các tài sản kể cả các tài sản bị kê biên hoặc bị ngăn chặn chuyển dịch trong vụ án để khắc phục triệt để hậu quả dân sự của cả hai giai đoạn. Cũng theo luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang ở giai đoạn 2, tại vụ án này, nhóm bạn của bà Lan đã giao dịch thành công và có sẵn nguồn tiền 3.000 tỷ đồng để khắc phục. Luật sư Trang nói trước hội đồng xét xử, tôi đã nộp đơn đề nghị và chờ thông báo cho phép nộp tiền khắc phục hậu quả, thì chúng tôi sẽ tiến hành nộp ngay vào tài khoản tạm giữ của cơ quan nhà nước để hội đồng xét xử có cơ sở thu giữ 3.000 tỷ khắc phục một phần hậu quả cho vụ án và có cơ sở giải tỏa tài sản bị kê biên, để chúng tôi tiến hành làm các thủ tục tiếp theo theo quy định của pháp luật. Luật sư Trang cho rằng đây là bước xử lý tài sản đầu tiên với quỹ đầu tư lớn ở Mỹ, người bạn của bà Trương Mỹ Lan có thể hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tiếp cận nguồn vốn để giao dịch các tài sản khác đang bị kê biên trong vụ án. Bà Trang nói rất kỳ vọng trong thời gian tới, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ tạo mọi điều kiện cho nhóm bạn bà Lan thực hiện luật sư huyền trang cũng nói sẽ cẩn trọng và tránh phát sinh các vụ án mới từ việc nôn nóng giải quyết vật chứng tài sản kê biên để khắc phục hậu quả tuy nhiên việc giải quyết đúng pháp luật về việc xử lý các tài sản bị kê biên và ngăn chặn chuyển dịch được nhanh chóng và thành công thu hồi hết các thiệt hại của vụ án là rất cần thiết và có thể nói là ưu tiên hàng đầu nếu càng để lâu thiệt hại sẽ càng lớn luật sư nguyễn thị huyền trang đề nghị đối với thiệt hại cho nhà nước vì không thu hồi kịp không sử dụng được nguồn ngân sách này sẽ là lãng phí rất lớn và cũng là gây thiệt hại cho người phải thi hành án nếu không giải quyết sớm tiền lãi do đã thế chấp tài sản cho ngân hàng trước đó ngày càng tăng giá trị khắc phục sẽ bị giảm sút thậm chí làm mất nguồn khắc phục thiệt hại nếu đem ra đấu giá bị mất giá do đó kính đề nghị hội đồng xét xử sớm có thông báo nộp tiền để chúng tôi sớm thực hiện như nội dung tại đơn đề nghị của công ty cổ phần Twin Peck ngày 3 tháng 10 năm 2024 về việc chấp thuận cho công ty nộp tiền khắc phục hậu quả trong vụ án thay cho bị cáo Trương Mỹ Lan đã nộp cho hội đồng xét xử. Về người bạn ở Mỹ của bà Trương Mỹ Lan, như đã đưa tin, chiều ngày 24 tháng 9 tại phiên tòa, luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang nói rằng tòa nhà 29 Liễu Giai, thành phố Hà Nội định giá 2.112 tỷ đồng, hiện đang thế chấp ngân hàng vay 250 triệu đô la Mỹ. Tòa nhà này có vốn của ba cổ đông, bạn của bà Lan đang ở Mỹ, muốn thay mặt ba cổ đông, trả 250 triệu đô la Mỹ cho ngân hàng và tiếp tục cho bà Lan mượn thêm 130 triệu đô la Mỹ để bà Lan giải quyết hậu quả vụ án này. Luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang cũng nói thêm rằng, đối với dự án 6A có diện tích 26 hecta, Trung Sơn, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, nếu bà Trương Mỹ Lan đồng ý thì cũng người bạn nói trên của bà Lan sẵn sàng nộp một khoản tiền vào tài khoản đang bị tạm giữ và giao lại dự án 6A cho họ, việc mua bán sẽ bàn bạc sau. Tại tòa, bà Lan đồng ý hai nội dung mà luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang vừa nêu và sẽ bàn bạc thỏa thuận cụ thể sau. Cơ quan chức năng huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Thu Trâm để điều tra về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Qua công tác trinh sát, công an huyện Sơn Hòa phát hiện và bắt quả tang Lê Thị Thu Trâm đang dán hai tờ tài liệu trước ủy ban nhân dân xã Sơn Nguyên có nội dung xúc phạm bôi nhọ lãnh đạo và cán bộ các cấp. Kiểm tra tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ 73 tờ tài liệu có cùng nội dung bôi nhọ cán bộ và hai điện thoại di động. Khám xét nơi ở của Trâm, cảnh sát phát hiện thu giữ 4 kết sắt, hai máy in, một máy scan, 51 đĩa CD, một máy tính và nhiều thiết bị, phụ kiện liên quan phục vụ hành vi của nữ bị can. Trước đó, ngày 3 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Sơn Hòa cũng đã khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam bà Lê Thị Hòa, 52 tuổi, cùng ngụ xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Cùng bị khởi tố về tội danh trên nhưng được cho tại ngoại còn có chồng bà Hòa là ông Nguyễn Văn Trong, 54 tuổi theo kết quả điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sơn hòa xác định vợ chồng ông trong đã có hành vi lợi dụng quyền tố cáo quyền khiếu nại quyền tố giác về tội phạm của công dân để tố cáo khiếu nại tố giác sai sự thật đối với các cán bộ lãnh đạo của nhiều cơ quan nhiều cấp nhiều ngành Cụ thể, tại các bản án quyết định, thông báo của Tòa án Nhân dân các cấp về kết quả giải quyết đối với lô đất 147, diện tích 240m2 ở khu Dốc Võng, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, không thuộc quyền sở hữu của vợ chồng ông Trong không đồng ý với phán quyết của cơ quan chức năng, từ năm 2022 đến năm 2024, vợ chồng ông Trong đã lợi dụng quyền tố cáo, quyền khiếu nại, quyền tố giác về tội phạm của công dân để làm 104 đơn có tiêu đề đơn tố cáo, đơn khiếu nại, đơn tố giác tội phạm, đơn đề nghị, đơn kiến nghị phản ánh gửi đến nhiều cơ quan từ cấp huyện đến trung ương, tố cáo, khiếu nại, tố giác các cán bộ lãnh đạo dù đã được các cơ quan chức năng nhiều lần giải quyết, giải thích và thông báo cho về việc tố cáo khiếu nại tố giác trên là sai sự thật, nhưng vợ chồng ông Trong không chấp nhận dẫn đến hành vi phạm tội như trên. Mới đây, trong lúc lặn kiểm tra hệ sinh thái khu bảo tồn biển, chuyên viên phòng bảo tồn thuộc Ban Quản lý Vịnh Nha Trang phát hiện một cá thể rùa biển tại vùng biển Hòn Mun ngày 4 tháng 10. Nhân viên này đã theo sát chú rùa và quay lại video để làm tư liệu. Ngày 8 tháng 10, ông Đàm Hải Vân, Phó trưởng Ban Quản lý Vịnh Nha Trang Khánh Hòa xác nhận sau nhiều năm rời đi vì môi trường biển suy thoái, rùa biển đã trở lại vùng biển Hòn Môn thuộc khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang. Theo ông Vân, rùa biển chỉ xuất hiện ở những khu vực có môi trường nước sạch, tạo điều kiện cho việc sinh sản. Loài này trải qua nhiều môi trường sống khác nhau trong vòng đời phát triển, bắt đầu từ những bãi cát ven biển, lớn lên ở vùng dạng san hô, rồi trôi dạt theo dòng hải lưu ngoài đại dương. Theo ban quản lý vịnh Nha Trang, trong các năm trước đây, trong vịnh Nha Trang đều có ghi nhận về sự xuất hiện của rùa biển và dấu vết của rùa trên bãi cát tại bãi bàng lớn thuộc khu vực đầm tre, hòn tre vào năm 2009 và giữa năm 2016. Do đó, ban quản lý vịnh Nha Trang đề xuất thực hiện khoanh vùng bảo vệ rùa biển và hệ sinh thái thảm cỏ biển tại khu vực bãi bàng lớn, nơi sinh sản cuối cùng của rùa biển trong vịnh Nha Trang. Điều này sẽ hiện thực hóa chương trình bảo tồn các loài rùa nguy cấp của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2019. Vòng đời của rùa có thể lên đến cả trăm năm, song tỷ lệ sống sót của rùa con đến khi trưởng thành chỉ khoảng 0,001%, một con rùa biển mất từ 30 đến 50 năm để tới giai đoạn trưởng thành. Với tập tính tự nhiên Rùa biển thường quay trở về nơi mình sinh ra để đẻ trứng, mỗi năm đẻ từ 3 đến 5 lần. Vịnh Nha Trang rộng gần 250 km vuông là một trong 16 khu bảo tồn biển của cả nước. Nơi đây có nhiều san hô và hệ sinh thái phong phú, đa dạng bậc nhất Việt Nam. Hàng chục năm trước, rùa thường xuyên lên đẻ trứng tại các bãi ven bờ và một số đảo. Mới đây, Công an huyện Nam Trực nhận được đơn trình báo của chị TTL, sinh năm 1986, trú tại tỉnh Hà Nam, về việc nghi ngờ một đối tượng giả danh công an cưỡng đoạt tài sản của mình xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng nếu không kịp thời ngăn chặn sẽ ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của lực lượng công an huyện nam trực đã khẩn trương xác minh kiểm chứng tính xác thực của vụ án ban giám đốc công an tỉnh cũng đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ phải sớm tìm ra danh tính bắt giữ đối tượng phạm tội điều tra mở rộng theo đó, Công an tỉnh Nam Định thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Trực đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can. Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1986, trú tại xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Được biết, Hùng là lao động tự do và trong diện theo dõi, quản lý về hình sự của cơ quan công an địa phương. Theo thông tin ban đầu, trước đó ngày 17 tháng 9, tại một quán karaoke ở thành phố Thái Bình, Hùng quen một nữ nhân viên phục vụ là chị L. Sau đó hai người có thỏa thuận mua bán dâm với giá 2 triệu đồng. Ba ngày sau, Hùng hẹn chị L sang Nam Định gặp mặt. Hùng tự xưng là cán bộ công an huyện Nam Trực có tên Nguyễn Anh Tuấn, đang thực hiện nhiệm vụ bắt mại dâm và đe dọa chị L phải chuyển khoản 100 triệu đồng để không bị phạt tù. Đối tượng còn lấy còng số 8 mua trên mạng đe dọa còng tay chị L. Bị đe dọa và uy hiếp dồn dập, chị L đã phải vay mượn người thân được 30 triệu đồng và chuyển khoản cho đối tượng. Số tiền còn lại, đối tượng cho nạn nhân thời hạn 3 ngày để trả nốt. Do nghi ngờ nên sau đó chị L đã làm đơn trình báo. Chưa đầy một ngày tập trung điều tra, Công an huyện Nam Trực đã xác minh, làm rõ hành vi của đối tượng tình nghi. Ngày 24 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Trực đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hùng cùng tăng vật gồm ô tô, còng số 8 và phong tỏa tài khoản của đối tượng để phục vụ điều tra. Tại cơ quan công an, Hùng thừa nhận hành vi của mình. Đối tượng khai chọn gái mại dâm, nữ nhân viên phục vụ tại quán karaoke, bởi đây là đối tượng dễ bị mua chuộc bởi vật chất. Hơn nữa, do đặc thù công việc nhạy cảm nên họ thường không trình báo cơ quan chính quyền. Ngày 7 tháng 10, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Gia Lai thông tin, cơ sở phòng khám Đại học Y thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ 75 đường Nguyễn Tất Thành, phường Hoa Lư thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai, được xác định là phòng khám chui. Một người có tên là Võ Minh Chiến, 28 tuổi, cư trú tại xã Cư An, huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai, tốt nghiệp chuyên ngành văn hóa, không có bằng cấp chứng chỉ hành nghề liên quan đến y tế, tự xưng là bác sĩ Võ Minh Thành, ngang nhiên khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Bác sĩ Lý Minh Thái, giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, sở đã thành lập đoàn kiểm tra đột xuất, phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý phòng khám nêu trên. Tuy nhiên, chỉ có ông Võ Minh Chiến, người tốt nghiệp ngành văn hóa, tự nhận là bác sĩ Võ Minh Thành, thực hiện khám bệnh tư vấn điều trị cho khách hàng lên làm việc. Còn người chủ cơ sở do ông Chiến khai báo thì chưa đến làm việc với các cơ quan chức năng, trong đó có Sở Y tế. Trước đó, chiều 30 tháng 9, đoàn kiểm tra của Sở Y tế Gia Lai phối hợp với Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại cơ sở y tế này. Tại thời điểm đoàn kiểm tra có mặt, cơ sở đang hoạt động bình thường. Lúc này, một người tự xưng là bác sĩ Võ Minh Thanh đang khám bệnh cho một khách hàng, tư vấn điều trị suy giãn tĩnh mạch tiêm sơ và laser sóng cao tần. Trước yêu cầu kiểm tra các giấy tờ có liên quan về hoạt động của cơ sở, người đàn ông tự xưng là bác sĩ Thanh đã tỏ thái độ bất hợp tác, không xuất trình căn cước công dân và các giấy tờ hoạt động hành nghề theo quy định. Thậm chí, người này còn nhởn nhơ ngồi bấm điện thoại trước mặt đoàn kiểm tra. Trước thái độ bất hợp tác của cơ sở, đoàn kiểm tra đã mời công an phường Hoa Lư đến phối hợp kiểm tra làm rõ. Lúc này, người tự xưng là bác sĩ Thanh mới hợp tác và khai nhận tên thật là Võ Minh Chiến. Ông Chiến khai quê ở An Nhơn, Bình Định, tốt nghiệp chuyên ngành văn hóa, không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề liên quan đến y tế. Người này cũng cho biết, thực hiện việc tư vấn cho khách hàng theo hướng dẫn của chị Lê Thị Thành, ông Chiến cho biết là chủ cơ sở, đồng thời thực hiện điều trị tĩnh mạch bằng tiêm sơ và laser sóng cao tần và ký tên bác sĩ Võ Minh Thành theo chỉ đạo của chị Lê Thị Thành. Toàn bộ tiền khám, chữa bệnh cho khách hàng đều chuyển vào tài khoản của bà Lê Thị Thành. Ông Chiến mới vào cơ sở làm việc được một tháng nay với mức lương 5,5 triệu đồng một tháng. Trước yêu cầu của đoàn kiểm tra, ông Chiến gọi điện cho người quản lý. Tuy nhiên, người trong điện thoại cho biết do nhà bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nên đã về quê giải quyết công việc gia đình và hứa sẽ có mặt làm việc với cơ quan chức năng theo yêu cầu. Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản kiểm tra, yêu cầu cơ sở chấm dứt ngay hành vi vi phạm, dừng tất cả các hoạt động liên quan đến lĩnh vực khám chữa bệnh, tháo gỡ toàn bộ biển hiệu khám chữa bệnh. Đồng thời mời chủ cơ sở có mặt tại Sở Y tế tỉnh Gia Lai lúc 8 giờ ngày 14 tháng 10 năm 2024 để làm việc. Mới đây, ông Hoàng Văn Chín, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lý Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, sau nhiều ngày xảy ra sạt lở, sụt lún nhưng bờ kênh đào qua địa bàn xã vẫn chưa được cơ quan chức năng sửa chữa. Để đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng đã lập biển cảnh báo hạn chế các phương tiện ô tô qua lại. Ông Chín cho biết, thực tế vẫn có nhiều xe ô tô cố tình phá rào đi qua. Địa phương mong cơ quan chức năng sớm triển khai sửa chữa để người dân có thể yên tâm đi lại, nhất là trong giai đoạn mùa mưa bão như hiện nay. Khoảng một tháng trước, người dân đi trên kênh đảo kênh chính Thủy Lợi Đô Lương, đoạn qua xã Lý Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, bất ngờ phát hiện mặt bê tông của kênh có nhiều đoạn bị nứt tứt gãy. Qua kiểm tra sơ bộ, có ít nhất hai điểm mặt canh bị đứt gãy, trong đó chiều dài bị đứt gãy mỗi đoạn khoảng 10 m miệng vết nứt rộng từ 5 đến 7 cm. Có điểm chiếm gần hết một nửa mặt đường kênh, không chỉ nứt mặt bê tông, nhiều đoạn mái lòng kênh bị sạt lở nghiêm trọng. Ngoài những điểm sạt lở trên, dọc tuyến bờ kênh cũng xuất hiện một số điểm rạn nứt. Được biết kênh đào nói trên nằm trong dự án khôi phục nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An, sử dụng nguồn vốn vay ODA Nhật Bản, gói thầu kênh chính thủy lợi đô lương có tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng. Toàn bộ tuyến kênh có chiều dài 56 km đi qua 5 huyện thị gồm huyện Đô Lương, Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai. Dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư. Sau khi nhận được thông tin bờ kênh bị sạt lở, công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên thủy lợi Bắc Nghệ An đã tiến hành kiểm tra hiện trường và phát hiện mặt đường bê tông bị nứt, lún sụt tại nhiều điểm. Để đảm bảo an toàn cho bờ kênh chính thủy lợi đô lương cũng như an toàn cho công tác quản lý vận hành và các phương tiện tham gia giao thông, công ty thủy lợi Bắc Nghệ An đã chỉ đạo cắm biển cảnh báo nguy hiểm phía công ty cũng báo cáo đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh, sở nông nghiệp, tri cục thủy lợi xem xét, kiểm tra và có ý kiến để triển khai sửa chữa khắc phục những hư hỏng trên. Được biết, hàng ngày tuyến đường bờ kênh có rất đông người và phương tiện giao thông qua lại. Việc mặt đường sụt lún, đứt gãy tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, đặc biệt trong mùa mưa bão. Một cán bộ ban quản lý dự án đầu tư xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn nghệ an cho biết, dự án nói trên hiện vẫn chưa hết thời gian bảo hành. Sau khi nắm bắt thông tin sự việc, phía đơn vị thi công đã xuống kiểm tra, lên kế hoạch sửa chữa. Tuy nhiên do những ngày qua trời mưa, nước trên sông lớn nên việc sửa chữa chưa được thực hiện. Nói về nguyên nhân gây sạt lở đứt gãy bờ kênh, vị cán bộ này nhận định có thể do xe tải cỡ lớn chạy qua cùng với việc thời gian qua có mưa lớn, nước lũ chảy về nhiều đã gây nên tình trạng sạt lở đứt gãy mặt đường bê tông nói trên. Vị cán bộ ban quản lý dự án đầu tư xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An cho biết thêm, những điểm hư hỏng sẽ được xử lý trước khi mùa cấp nước mới đến. Vì đang trong thời gian bảo hành, nên chi phí sửa chữa sẽ do đơn vị thi công chịu trách nhiệm. Ngày 8 tháng 10, Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng khởi tố bắt tạm giam một số đối tượng liên quan đến hai vụ gây dối trật tự công cộng trên địa bàn. Tại cơ quan công an, Nguyễn Sa Na Quy, Nguyễn Trần Đình Nguyên, Hà Văn Đông, Nguyễn Đình Quốc Khánh, Trần Gia Bảo, Nguyễn Chính Huy, Nguyễn Văn Quốc Hương, Huỳnh Đinh Hoàng Huân, Phan Hồ Thái Bình, Phạm Minh Đức, Hoàng Ngọc Truyền, Đặng Minh Tín, Lê Thiên Bảo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an quận Thanh Khê ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can Nguyễn Sa Na Quy, Nguyễn Trần Đình Nguyên, Trần Gia Bảo, Nguyễn Chính Huy, Nguyễn Văn Quốc Hưng, Huỳnh Đinh Hoàng Huân, Phan Hồ Thái Bình, Phạm Minh Đức, Hoàng Ngọc Truyền, Lê Thiên Bảo về hành vi gây dối trật tự công cộng để điều tra. Theo thông tin ban đầu, 23 giờ 30 phút ngày 30 tháng 6, Nguyễn Trần Đình Nguyên, Nguyễn Sa Na Quy, Hà Văn Đông, Nguyễn Đình Quốc Khánh cùng 16 tuổi chú quận Sơn Trà, Đà Nẵng chơi game trên đường Ngô Quyền, thì Nguyễn Văn Quốc Hưng, 17 tuổi, chú quận Hải Châu, Trần Gia Bảo, Nguyễn Chính Huy cùng 17 tuổi, Huỳnh Đinh Hoàng Huân, 18 tuổi, Phạm Minh Đức, 16 tuổi, Phan Hồ Thái Bình, 18 tuổi, cùng chú quận Sơn Trà, Đà Nẵng đến rủ đi dạo quanh các tuyến đường, nếu gặp ai không thích sẽ đánh chém cả nhóm lấy dao kiếm tự tạo rồi chạy xe máy trên các tuyến đường lê duẩn điện biên phủ với tốc độ cao lạng lách đánh võng nẹt pô la hét gây mất an ninh trật tự khi cả nhóm đến khu vực tượng đài mẹ nhu quận thanh khê đà nẵng thì thấy nhóm của đặng minh tín hoàng ngọc truyền lê thiên bảo cùng một số người chưa rõ lai lịch chạy xe máy chiều ngược lại cầm hung khí vỏ chai thủy tinh hô hào nẹt pô khiêu khích sau đó, một người trong nhóm Đặng Minh Tín ném bom xăng về phía nhóm Nguyễn Sa Na Quy nhưng không trúng ai. Lập tức, nhóm Quy quay xe đuổi theo nhóm của Trí. Lúc này, Đặng Minh Tín, 18 tuổi, ở quận Liên Triểu điều khiển xe máy chở truyền và một người khác bị ngã. Bị Quy cầm đao chém trúng đầu truyền. Nhóm Tín, truyền tiếp tục bỏ chạy thoát. Nhóm Quy, Nguyên cất giấu hung khí ở nhiều nơi rồi giải tán. Hậu quả, Hoàng Ngọc Truyền bị thương tích vùng đầu 5%. Cơ quan Công an quận Thanh Khê đã vào cuộc điều tra triệu tập những người liên quan lên làm việc. Sau khởi tố, Công an quận Thanh Khê ra lệnh bắt giam Huỳnh Đinh Hoàng Huân, Nguyễn Sa Quy, Nguyễn Trần Đình Nguyên, Lê Thiên Bảo, các bị can khác áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra. Đối với Phan Hồ Thái Bình, hiện nghi can đang chấp hành án tại trại giam Nghĩa An, tỉnh Quảng Trị nên không áp dụng biện pháp ngăn chặn khác. Ngoài ra, ngày 8 tháng 10, Công an quận Thanh Khê cũng khởi tố bắt tạm giam nhóm đối tượng thanh thiếu niên liên quan vụ hỗn chiến khác xảy ra vào tháng 7 năm 2024, cũng với hành vi gây dối trật tự công cộng. Dự thảo Luật thi hành án hình sự sửa đổi bổ sung quy định về chế độ gặp thân nhân, liên lạc nhận quà của học sinh trường giáo dưỡng. Cụ thể, học sinh được gặp thân nhân không quá 3 lần trong một tháng, mỗi lần gặp không quá 3 giờ, căn cứ kết quả kiểm tra đánh giá xếp loại học sinh, yêu cầu giáo dục cải tạo thành tích lao động, học tập của phạm nhân, hiệu trưởng quyết định kéo dài thời gian gặp nhưng không quá 24 giờ. Học sinh được khen thưởng thì được gặp thân nhân thêm một lần trong một tháng. Học sinh được liên lạc bằng điện thoại trong nước với thân nhân không quá 4 lần trong một tháng, mỗi lần không quá 10 phút, có sự giám sát của cán bộ trại giam và tự chịu chi phí. Ngoài nội dung trên, dự thảo luật thi hành án hình sự sửa đổi quy định chế độ gặp liên lạc điện thoại với thân nhân của phạm nhân dưới 18 tuổi. Theo đó, phạm nhân là người dưới 18 tuổi được gặp thân nhân không quá 3 lần trong một tháng, mỗi lần gặp không quá 3 giờ. Căn cứ kết quả xếp loại chấp hành án, yêu cầu giáo dục cải tạo, thành tích lao động, học tập của phạm nhân, giám thị trại giam quyết định kéo dài thời gian gặp nhưng không quá 24 giờ. Phạm nhân là người dưới 18 tuổi được khen thưởng thì gặp thân nhân thêm một lần trong một tháng. Phạm nhân là người dưới 18 tuổi được liên lạc bằng điện thoại trong nước hoặc thực hiện cuộc gọi có hình ảnh với thân nhân không quá 4 lần trong một tháng, mỗi lần không quá 10 phút và tự chịu chi phí. Giám thị trại giam, giám thị trại tạm giam, thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện xem xét, quyết định về hình thức liên lạc của phạm nhân và tổ chức kiểm soát việc liên lạc này. Nhà nước khuyến khích thân nhân của phạm nhân là người dưới 18 tuổi quan tâm gửi sách vở, đồ dùng học tập, dụng cụ thể dục thể thao, vui chơi giải trí cho phạm nhân, đặc biệt dự thảo luật thi hành án hình sự sửa đổi còn bổ sung quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban nhân dân cấp xã trong quản lý người được hoãn chấp hành án phạt tù. Cụ thể, Ủy ban nhân dân cấp xã được giao quản lý người được hoãn chấp hành án phạt tù có nhiệm vụ quyền hạn sau: lập hồ sơ tổ chức quản lý người được hoãn chấp hành án phạt tù, bàn giao hồ sơ cho cơ quan thi hành án hình sự, có thẩm quyền theo quy định của luật này, yêu cầu người được hoãn chấp hành án phạt tù thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình, có biện pháp giáo dục, phòng ngừa khi người đó có dấu hiệu vi phạm pháp luật giải quyết cho người được hoãn chấp hành án phạt tù được thay đổi nơi cư trú nơi làm việc theo quy định của luật này và pháp luật về cư trú phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội gia đình và cơ quan tổ chức nơi người được hoãn chấp hành án phạt tù cư trú trong việc quản lý người đó